Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, một điều vô cùng kỳ diệu là phép lạ đã diễn ra ngay trong ngày Đức Thánh Cha Francisco đến Fatima vào năm 2023. Cô Ximena, cô gái mới 16 tuổi, đã bị khiếm thị đến từ Tây Ban Nha và đã được sáng mắt hoàn toàn tại Fatima sau khi tham dự thánh lễ và rước lễ vào sáng ngày 5 tháng 8 năm 2023. Đúng ngày Đức Thánh Cha Francisco ngài hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Fatima. Cô giải thích với đài phát thanh COP ở Tây Ban Nha: "Em bị khiếm thị 2 năm rưỡi qua, em cũng đang học chữ nổi dành cho những người khiếm thị." Cô cùng với nhóm Opus Dei đến từ Madrid để mà lên đường đến Lisbon tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trong thời gian này, gia đình và bạn bè của cô đã làm tuần cửu nhật xin Đức Mẹ Tuyết chữa lành. Ngày cuối cùng của tuần cửu nhật chính xác là ngày 5 tháng 8, ngày lễ kính Đức Mẹ Tuyết cũng như là mọi ngày của những tháng ngày trước đây. Sau khi thức dậy đón chào ngày mới, cô bé nhìn mọi thứ rất mờ ảo và gần như không thấy gì. Với sự tin tưởng được Đức Mẹ chữa lành bởi ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tuần cửu nhật, và cũng là ngày lễ kính Đức Mẹ, cô tham dự thánh lễ và đã rơi nước mắt sau khi rước lễ. Nhưng sau đó, cô bé chia sẻ rằng: "Tôi đã mở mắt ra và tôi có thể nhìn thấy một cách hoàn hảo, ôi tuyệt vời làm sao. Tôi đã nhìn thấy bàn thờ, thấy nhà tạm, bạn bè của tôi đã ở đó và tôi có thể nhìn thấy họ một cách rõ ràng nhất. Đức Trinh Nữ đã chữa lành cho tôi, mẹ đã ban cho tôi một món quà to lớn mà tôi sẽ không bao giờ quên." Cô bé khẳng định như vậy. Đức Hồng Y Juan José Omella là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, trong một cuộc họp báo sau khi kết thúc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, ngài đã nói về phép lạ mà chính cô bé Chimena nhận được ở tại Fatima. "Tôi đã có cơ hội nói chuyện với bé trong một cuộc gọi video." ACI Rensa cho biết Đức Hồng Y gọi phép lạ đó là ân sủng của Chúa, và ngài cho biết thêm các bác sĩ sẽ xem xét tình trạng cụ thể. Nhưng hiện tại, đối với cô bé 16 tuổi, đây là một sự kiện đáng kinh ngạc trong chính cuộc đời của mình. Chúng tôi muốn nói rằng đây là một phép lạ cô ấy đã không nhìn thấy và bây giờ cô ấy nhìn thấy. Các bác sĩ có thể kiểm chứng với gia đình, bạn bè và những người đã có mặt ở đó, nhưng cô ấy sẽ trở về nhà với đôi mắt sáng phúc lành của Chúa. Chúng ta đừng quên rằng chính Chúa Giêsu và các thánh tông đồ xưa, các ngài đã làm nhiều phép lạ tương tự như vậy thời mà Chúa Giêsu còn tại thế. Kính thưa quý vị, trong thời đại ngày nay, Thiên Chúa đã phán cùng thế giới qua Đức Trinh Nữ Maria là mẹ chúng ta. Mẹ đã lên tiếng mời gọi và nhắn nhủ tất cả mọi dân tộc phải cải thiện đời sống và trở lại với Thiên Chúa. Vào năm 1917 tại Fatima, mẹ đã nói rằng nếu người ta thực thi những gì mẹ nhắn nhủ thì hòa bình sẽ được vãn hồi và sẽ được đến, và trên toàn thế giới này sẽ tràn trề bình an. Đây phải là những lời đầy yêu thương của một người mẹ từ trời cao nhắn nhủ cho con cái loài người. Trước khi hiện ra tại Fatima ở Bồ Đào Nha, Đức Mẹ cũng đã từng hiện ra ở các nơi khác và tỏ ra vô cùng lo âu vì loài người đã xa lìa đường lối của Thiên Chúa. Năm 1830, Đức Mẹ hiện ra tại Ba Lê. Năm 1846, Đức Mẹ hiện ra ở tại La Salette. Năm 1858, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức ở Pháp, và sau này, vào năm 1933, Đức Mẹ hiện ra ở tại Bernau ở Bỉ. Ở tất cả những nơi, Đức Mẹ đều mời gọi nhân loại hãy cầu nguyện và cải thiện đời sống của mình. Tuy nhiên, thế giới vẫn không hề quan tâm đến lời mời gọi của mẹ, và các dân tộc vẫn tiếp tục gây tang tóc cho nhau qua các cuộc chiến tranh vô nghĩa và bán cả thể xác linh hồn cho Satan. Qua bao nhiêu đau thương đã có thể ngăn chặn được, nếu như nhân loại biết lắng nghe những lời nhắn nhủ của mẹ, thế giới tân tiến ngày nay đã phát triển theo một chiều hướng sai lầm nguy hiểm, nên cần phải nhắc lại sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ đã nói, đã truyền đi cho nhân loại chúng ta tại Fatima, không chỉ riêng cho người Công giáo. Các sự cố trên thế giới đã xảy ra quá nhanh chóng, một câu hỏi được đặt ra là ai sẽ chiến thắng, Thiên Chúa
hay tướng quỷ Lucifer và thiên đàng hay hỏa ngục, ánh sáng hay bóng tối, và câu trả lời hoàn toàn tùy thuộc vào nhân loại có lắng nghe và thực thi những gì mà lời mẹ nhắn nhủ, và con đường mà chỉ cho nhân loại chiến thắng sự dữ, chiến thắng bóng tối đem ánh sáng trở lại thế giới này hay không. Thiên Chúa Ngài đã là vua cai trị không chỉ thế giới này mà toàn thể vũ trụ này, bởi đó tất cả đều là sản phẩm của Ngài. Ngài là khởi nguyên và cùng đích của mọi sự. Nếu chúng ta thực hiện đúng lời mời gọi của mẹ và lời nhắn nhủ của chính Chúa Giêsu trước khi về trời là các con hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân và đem mọi dân tộc là biết Chúa và quy phục trở về với Chúa, thì chắc chắn rằng thế lực sự dữ sẽ không thể thắng được. Kinh nghiệm những câu chuyện ở trong lịch sử nhân loại được ghi lại vẫn còn cho đến ngày nay. Chúng ta lật dở quyển Kinh Thánh, chúng ta thấy những biến cố từ đại thanh lọc cho đến những tiểu thanh lọc, từ chuyện con tàu Noe cho đến việc phá hủy thành Sodom. Đó là những bài học cho những lần mà nhân loại đi sai đường. Thiên Chúa đã sàng lọc, đã tách cỏ lùng và lúa ra. Và ngày nay cũng vậy, những diễn biến chúng ta có thể quan sát được. Nếu như con người vẫn đi theo chiều hướng hiện tại ở thế kỷ 21, kể từ năm 2023 chúng ta thấy con người đang đi lại con đường và dân thành Sodom ngày xưa họ đang đi. Và sự kiêu ngạo của con người dường như là thấu tận trời xanh. Con người tưởng mình là Chúa và có thể lấy cả bàn tay che bầu trời khi con người quy phục và làm tôi tớ của Satan. Lấy đời con dệt nỗi khát khao, dệt mơ ước ao, nhưng sao Chúa ra tay cắt đứt ngang hàng chi. Lạy Chúa, con như người thợ nề xây hạnh phúc đời riêng một cõi ấm êm nơi thế chân, nhưng sao con vẫn cô đơn lạnh lùng. Ôi con đâu hay biết rằng đường dệt con lạc lối, những mối gạch tranh vênh xin cho con ghi nhớ. Nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng chỉ là uổng công. Lạy Chúa, con như người thợ chài đang chài lưới lợi danh, lội bắt suốt căn ở giữa biên đời, nhưng sao vẫn tay không sóng mênh mông buông lấp. Lạy Chúa, con như người làm vườn đang chờ phát tiền lương, thầm nghĩ chắc hơn người kia đến sau, nhưng đâu hay cũng không hơn một đồng. Ôi con đâu hay biết rằng thuyền đời con lạc bên những túi bạc hư vô, xin cho con ghi nhớ chính Chúa nơi con tìm. Vì cuộc đời con được Chúa mãi là thắm tươi. Ôi con đâu hay biết rằng
đường dệt còn lạc lối, những mối gạch tranh vênh xin cho con ghi nhớ. Nếu Chúa không xây nhà thì thờ nề vất vả cũng chỉ là uổng công. Ôi con đâu hay biết rằng thuyền đời con lạc bến, những tối bạc hư vô xin cho con ghi nhớ chính Chúa nơi con tìm vì Chúa.